tát bản nghệ hiệp cảnh các sanh phẩm mới tươi. Bồ tát văn chỉ lớp lá nghệ tạng đại bồ tát bạch cùng đức bạch hạnh bạch đức thế tôn con năng sức quê hằng của đức như lai chuyên hành giả khắp nghìn mất thế giới để luôn được cho các chúng sanh quả nghiệp báo. Nếu không nhận thức được tên của đức như lai hãy chúng con hãy biết hóa ra như thế được để con được đức như lai chúc được nên khi nghiệp ai về đây phật để cho chúng sanh không thoát được điều này ra thế sinh văn bạch tôn sinh thế tôn chớ lo. Đức Phật bảo ngài địa tạng bồ tát rằng những chúng sanh mà chưa vẽ phát cái hết có nó không định phải quay làm giữ thành các hành nghiệp báo giữ cùng quay làm thành các hành quả báo lành làm lành cùng làm giữ thì hai cá nhân mà thân ra lăng mấy trăm năm đời không có lúc nào tạm ngừng dứt bên làm sao này cho nó sắp xếp như vô trần như là cá bay lại trong lưới theo dòng nước chảy hàng tạm biệt ra gọi lại mắt vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó và trước ông chết đã đồng nguyện cho bao nhiêu kiếp hàng không lớn nữa hết cái hàng chúng sanh này ta có hại ta còn lo gì thế hàng cùng tại quan Phật khi đã mặc dây là như thế xong cho các hỏi của vị đại bồ tát hàng là được thành tại vương nghe bạch cùng đức bạch càng bạch thế tôn và những cái đêm nay người đại thần bồ tát đã có hàng nhiều mà được đức thế tôn cần khen như thế có ngôn đức thế tôn được nói cho bây giờ đức bạch bảo ngài đi đức thế tôn đức thế tôn bảo về ngài định về tam bồ tát lắng nghe phải khách sự sách đó ta sẽ về ông với bà có gạn ông cũng rất lân cận vô lượng vô số nên sao bất khả thuyết kiếp về trước có đức phật ra đời hiện lời nhất thiết chí hành tụng như lai ông cũng chứng minh chiên mình nên tốt biện hệ thế nhân giải phong ngôn sẽ được cho vô hiện sơ phật thế tôn đức phật đó họ sáu môn kiếp về ngày chúa sắc gia hàng ngày là vô lượng nhất kia các bạn cùng với vô lý lân cận hai vô đồng hành mười hai lần là lá cho nhân dân như vậy trong nước lân cận đó còn nhiều tình như vậy ác hai vô còn nhớ bàn tính tình như con trước để giác diệu chúng ấy mong phát nguyện tôi nguyện sớm thành Phật đã đợi chúng mới làm cho đề để cái khác không còn thừa mong phát nguyện chúng chút được cái ta khó làm cái đề đã phước của đức và đại hạnh chúng biết hành Phật. Nếu Phật bảo mình sẽ vô thấy ông vua phát nguyện sáng Phật đó chính là đến như hiện tượng như lai còn vua phát nguyện là hết những chúng sanh tội khổ hại chúng nhân Phật đó chính là người đệ tử Bồ Tát ra vậy bà năm mong qua một cú mẹ để vua lượng vua sẽ kết về hết trước các đức Phật ra đời là hành tịnh như không một như nếu Phật ra đời là như không một như lai nếu Phật đó học 40 kiếp trong hàng pháp có một vị la hán với đức cầu chúng sanh nhờ về đi tìm tội giáo hóa mọi người nên một người nói tên là Quan Mục là sống tới đây cũng bị la hán hay là hán không có người hỏi những nguyên gì nguyên một hay gần ngày hôm tôi phát tên có hiện lên nhờ đó một cái bát mỗi tôi chưa có hôm mỗi rồi phải sao về đường nào mấy người nói cảm ơn mình được quan sát thấy bậc đại có quan một đạo với niệm một pháp quan sản la hán hôm một gần nhưng mọi người có sinh tử làm những hành gì mà nó phải đạo với niệm một pháp quan sản như thế nguyên một hay gần ngày còn sáng mỗi tôi chưa là cái chạnh còn nhiều là hay ăn các con và sinh con mà chưa nó hồn ăn cho hao mãn tôi tính nó sắp cái chạnh của người đang ăn phải đến hơn nghìn môn tôi tin rằng sắp cái gì phải là cách nào để có quan mỗi tôi là hắn sắp cùng mình phát triển được một lần người phải đang làm chí hành mà niệm biết thanh tịnh lưu học liên hoa một như lai à phải đang phát triển phật hay cái còn cùng người mất được phúc lợi nên một cái sau mình xuất từng cổ hoàn thành phật mà họ cúng thì đã đem lòng cũng cấp hai chân người nên lấy từ phật nên đấy là chim bao hay không có đức phật xếp và xếp chỗ hơn như người muốn tu gì đức phật có mới xếp mà bỗng một vàng chẳng bao lâu đây mỗi người sẽ xem một trong nhật của người kia vừa biết đó là hành nghiệp nói sau đó nếu tôi gái trong nhà sau một đứa con chỉ cho đẹp ban ngày để biết nói cho đáp cùng khóc mà nó có 1.000 nhưng với chấp vật chúng ta có thể lấy nó báo tôi là mẹ con 10 lâu nay chúng ta tâm tập khi biết được người tôi phải đọc vào địa ngục nhập với được con người nên được con sanh làm cái hạ tạng lại hai số mẹ con ngủi năm 13 tuổi đây tôi bị đọc vào địa ngục nữa người có thấy người có xuân thấy gì để biết tôi được khóc con nó có sợ nhưng mà cái xong mới chắc là mẹ mình nghe ngày khóc lóc mà nó với nó chơi gần đó là mẹ có tôi hỏi với tôi biết tập của mình nó gây tạo thành nghiệp chi mà phải đọc vào địa ngục như thế nhưng mà mới chơi lớp gần do hai người biết hai sao vật và cha tôi mới nhíp mà họ bắt khổ nó không có được con với cái nghiệp con này cho tôi phải cái hai thằng nghiệp đó mà vẫn còn chưa được hết khổ còn cái xong nhưng một khoản nó dễ gần nhưng người ta khoản nhưng người ta bắt cho này một cái làm sao nó cho nó gần nhưng vì ta khoản nó ngay còn bắt nhẫn cho đến chân mình nó cũng không còn hết được nhưng cái xong ngay khóc may một ngay xong hay khóc trở lại mà vật cũng dữ hơn không gần nguyện cho mỗi tôi thắng cho tên đồ còn một bàn nguyện cho mỗi tôi thắng chốn địa ngục không còn có tâm tội và không còn đào bán qua bán đạo nữa nên cho vào trong 10 phương sắp chứng minh cho tôi về mẹ ngồi cho các người không lớn như vậy nhưng mỗi tôi soạn chấm tâm đồ và hiện tại cùng hai gái cùng các con còn hỏi có sách nữa tôi đã chúc tụng cái đó hành tiện nên hơn một như lai mà các nhà nguyện không lớn mà phát là nguyện gần tôi người ta nên nhớ đạo vị lai những sẽ mất các tài khổ người ta nên nhớ về sao chúng ta mình muốn kiếp chúng như thế nào mà các chúng ta mất các tài khổ thì ta là những con sơn mất các tài khổ này đi ngọc cùng bác đạo tôi nguyện có bất tất cả chúng sanh con nguyện từ ngày nay những về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp trong những thế giới nào mà hàng chúng sanh mắc phải tội khổ nay địa ngục cùng bát đạo tôi nguyện có bất chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chúng địa ngục chúng bát đạo chúng bát đạo địa ngục chúng sanh và ngạ quỷ những cái mắc phải tội nghiệp như thế là phải cái rồi vì sao tôi mới hành bậc chánh giác
Một nó tắt nó xong thì nghe tiếng có đứa khoảng tỉnh 21 Gila mà 21 Gila nhẹ rằng mẹ một thì nhớ có lòng từ mẫn vì mẹ mà phát ra là người bé như thế hàng là hay lắm. Trong sát hai mẹ rằng ngươi lúc mẹ mà 3 tuổi khi bỏ qua thằng này sẽ sai lầm một pháp trí. Tại đó sẽ là cái lúc mà ông số lên sắp không hại, số lên sắp không hại chính cãi. Sau đó sẽ phải đông nhiều hơn người chạy sát đông như sắp các tâm hằng. Ngày tận tay của Bồ Tát của một vậy là hai phát lành đạo của một đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Mỗi có một ngày giải thoát Bồ Tát còn một lần lên tâm thức ra vậy. Thì mình chỉ là sau khi chết thì người ta có làm cho mắng các cái số là hàng mình được cái như thế cho mình xong như có người thì có những sự con là mình làm ác cho nó chẳng tên lực nhân quả cái tài gian buôn mở cái nó hay ác khẩu cái hay bán đại thừa nhưng chúng sanh có tình nghiệp trái cho pháp đạo nó có hạn chế hết cân bơ nhưng bỏ lỗi với ngày để cho mình tách nhập vào sáng ngón tay nếu sau đó nó khỏi có khỏi để bán đạo nếu có người nào có thân kính người tâm bạo với kính và chân mới lên lấy ngày khen còn những cống nghi phật và an ổn thế nhân bảo thời người đó chúng trong những mắt kiếp sao thời người đó hứa cái dạy không phải sao cũng hướng dịu rằng lúc có chạy hát sẽ chúng sống chúng ra với còn hồi là vị đế vương trong trong ngày kiếp để nhớ được là những vật cái đế chức của mình rồi đi ra vương ngày đi làm chắc hết số quay hằng rất lớn không phải như vậy sẽ lấy chúng sanh như thế cái ông như một bồ tát phải nhớ kinh này hay trong chuyện lấy bốn ông già người ta chuyện lấy vương một phật bạn đế thế tôn nên đức một phật gia lo ngày mới trở bồ tát chúng con để có nên sức vô hạn có Phật mà khi lưu vọng cộng khi lưu vọng cái này để có vô đề đây là lấy cho chúng sanh người được tu tại vương bồ tát Phật với đức Phật xong mà cũng kính chúng ta lấy Phật hồi nô ra cái hình của Phật bây giờ bốn hương vương làm tỉnh cho người đứng dậy bây giờ bốn hương vương làm tỉnh cho người đứng dậy cung kính chúng ta mà Phật hồi đức Phật ngài và để hết tôm thì chúng sanh ra sinh lại người tại bồ tát đã phát hàng nguyện công lớn như thế tại sao ngày nay mà vẫn còn chưa hết ngày nay phải ngày nay còn phát ra là nguyện công đức nữa tại sao ngày nay còn vẫn đủ chưa hết ngày nay còn phải phát ra là nguyện công đức nữa cái môn phải cho miệng cho chúng con gõ cái Phật bảo bốn phương vương rằng hay nếu vì muốn được giải thoát cho chúng sanh ta vì các ông của chúng hiền nhân ở ta vì các ông của chúng hiền nhân hiện tại và vị lai mà vẫn nói nhờ mà vẫn nói xuống tới ngày đại thành Bồ Tát ấy vừa đài ở trong một sinh tử nay vừa đài ở tập và thế giới này vì làm tầm mắt sắc hơn mà phương pháp đổ khác cho các chúng sanh nó phải nghiệp báo cái vân bạch Phật rằng văn bạch Thế Tôn chúng con xin muốn được nghe cái gì đó Phật có vân vân rằng là những chúng ta sẽ nhân lại người đại tràng bồ tát đổ khác chúng sanh mắt còn chưa mãn nguyện nhờ ánh sáng chúng sanh mắt tập có điều này để muốn xét vô lượng kiếp từ sau lại còn không có lây mà không biết tại khỏi cái lây mà không biết vì lấy đó người này phát phát ra là trong nguyện người đó trong bồ tát ở trong hồ đài ở trong hồ đài đó các bạn ở trong hồ đài ở tại bãi dưới này dùng cho mình mỗi con trước để có chúng sanh người đó trong vương người đó trong bồ tát người cái nhất hay là sinh vật là người chỉ cái có báo vì người đó trước một cái chết tiểu nó gặp kẻ trong cấp hàng ngày gì có báo ngược tôi sáng cái tài dâm hàng ngày gì có báo làm chia sẻ mà không yên ương nếu gặp kẻ nó là không ác hàng ngày gì có báo báo một cạnh chống nhau nếu gặp kẻ hai căn chơi hàng ngày gì có báo báo người có một căn chơi hàng ngày gì có báo báo không lưỡi miệng lỡ nếu gặp kẻ nóng giận hàng ngày gì có báo báo mình xuất thiết thành tập nếu gặp kẻ con sẽ hàng ngày gì có báo báo còn mất không được tận nguyện nếu gặp kẻ luôn luôn săn bắn hàng ngày gì có báo báo kinh hãi nên còn mất mạng nếu gặp kẻ chiến nghiệp tay mẹ hàng ngày gì có báo chạy đá chua lục nếu gặp kẻ trong những người có hàng ngày gì có báo báo còn mới đến chết nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ nó đâu phải hàng ngày chỉ có báo báo nó sang cái lệnh này bị gò bọc nếu gặp cái gì nó có chim non hàng ngày chỉ có báo báo có một chia lè nếu gặp cái mấy cái báo hàng ngày chỉ có báo báo đôi đít trong ngọng nếu gặp kẻ khi chơi giáo pháp hàng ngày chỉ có báo báo ở mãi trong mắt đạo nếu gặp kẻ nếu gặp kẻ chơi giáo pháp hàng ngày chỉ có báo báo ở mãi trong mắt đạo nếu gặp kẻ nào phát ngôn chủ hàng ngày giao báo báo kiếp tân hành đi địa ngục nếu gặp kẻ ô nhục hàng năm tam thời của các thánh già hàng ngày giao báo báo ở mấy trăm đời quốc sanh nếu gặp kẻ chủng nước so hay đổi chính trạng những hạ sa phật hàng ngày giao báo báo phân hòa hàng mãi lẫn nhau nếu gặp kẻ phá giới phẩm trai hàng ngày giao báo báo kiếp tân hành nếu gặp kẻ phá giới phẩm trai hàng ngày giao báo báo cầm hố đó khác nếu gặp kẻ phong phép có tổng của cao một cách phi lý hàng ngày thì không có tiêu dùng hướng hụt nếu gặp kẻ ta có cao cao hàng ngày thì không có hàng ngày bên người sai khiến nếu gặp kẻ đồ chụp bị gõ hàng ngày thì không có không lưỡi trên lưỡi nếu gặp kẻ tài kiến mê tính hàng ngày thì không có học sinh một cái hơi lắm ngày trong ngày tết
Những cái đó chúng sanh, chúng sanh đại, chúng sanh trong pháp như bồ đề, tại người say thì nó hai câu ấy, các bạn thân mình mỗi sở có như thế là cái nó sẽ được cái thôi. Những cái sẽ khác cho chúng sanh trong pháp như bồ đề như thế là thành một tác dụng cho mình mỗi nó như thế đấy, nó tiếp đây với đó. Chúng sanh đó trước cái đầu, nó sẽ lấy cái quả báo như thế sẽ là đạo và địa ngục. Chứ qua những kiếp không có lúc nào sẽ là địa ngục, chứ qua những kiếp sẽ là đạo và địa ngục, chứ qua những kiếp không có lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bảo hộ vài người cũng được cái nước cho để những nghiệp chính nó làm mang họ chúng sanh muốn hơn nghe xong nghe lại họ chấp tay lấy Phật mà lui ra. Kinh này từ một chấp ân nguyện viễn hồi hết bổ nguyện nội tạng ra là hiện công bằng hông hiện hóa đầu bằng mông đoạn của chợ có hông chúng sanh cần không có khó vô cùng. Nam mô trụ học phương Phật, nam mô trụ học phương Phật, nam mô trụ học phương Phật, nam mô trụ học, nam mô đại nguyện nội tạng vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện nội tạng vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện nội tạng vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sắc Mâu Ni Sô ha.